Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình ra vườn để làm món gà nướng sa tế các bạn. Bây giờ mình đang nhúng lửa đây nè. Khi mà có lửa than rồi mình sẽ nướng. Thì các bạn hãy chờ mình trong giây lát, mình sẽ quay trở lại ngay nha. Các bạn ơi, con gà của mình giờ cắt ra manh mún luôn các bạn ơi. Để nguyên con bự không chín cho nên mình cắt ra hết rồi. Mà nướng không biết nào chín luôn nữa nè. Chưa dễ chân mà thấy có chỗ đen rồi đó, họ hiểu rồi các bạn. Thôi các bạn hãy chờ mình trong giây lát, mình khi nào chín rồi mình dọn lên sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, bây giờ gà của mình cũng đã nướng xong rồi các bạn thấy không? Đó, một mâm luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Để mình lụm cái miếng thịt này trước đi. Dài quá. Phải không? Cái này mình chấm muối chanh nha các bạn. Nè, mời các bạn nha. Chắc chưa mà có gà nướng mà vừa ăn thì có vừa bằng nha các bạn. Có miếng dưa leo các bạn ơi. Thấy sao camera? Thèm quá, đói bụng nữa chứ. Đợi tí đi. Các bạn, mình mỗi lần mình quay là mình có lỗi camera lắm đó các bạn. Thịt gà rất là dai nha các bạn. Mời các bạn nha. Tao lượm cái camera. Lượm nha. Đi. Camera, tao không nói lên lời luôn camera. Thêm dưa leo thì có gì bằng. Các bạn sở thích của béo á là ăn ở ngoài vườn á hay bóc tay các bạn, nên các bạn thấy dơ nhưng mà các bạn cũng thông cảm nha. Bây giờ mình làm cái đùi nha các bạn. Mời các bạn nha. Wow, quất cái đùi camera thấy hay sao, hay sao, thấy thèm quá. Tuyệt vời quá. Ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Kín cái trong luôn các bạn. Các bạn, mình ăn mà camera. Có lẽ giờ mình lấy cái tô mình hứng nước miếng đó các bạn. Nó chảy quá trời luôn các bạn. Thịt gà rất là dai nha các bạn. Ừ.
tuyệt vời quá. Thôi các bạn ơi, mình xin kết thúc ở đây để cho camera vô thưởng thức của mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký để Béo đồng được làm những video kế tiếp nha các bạn. Còn các bạn cũng thông cảm mình nha, do mình ăn ở ngoài vườn á, mình hay mình cái tánh của mình hay bóc tay á, cho nên cũng hay các bạn nhìn thấy có hơi dơ một chút. Nhưng mà cái sở thích này là thích riêng của Béo nha các bạn. Thì bây giờ mình xin hẹn các bạn ở clip tiếp nha. Bye bye.